Alo, xin chào cả nhà. Chúc cho cả nhà một ngày mới thật vui vạn lành nha. Hôm nay thì có một anh khách đến đây và với một chiếc Camry V6 nha cả nhà, 3 chấm và máy nó cũng có sự cố cho nên là sau khi các bạn kỹ thuật đã kiểm tra, giám định thì bây giờ thì máy này chúng ta phải rớt xuống và làm lại cái phần dàn đầu của máy ha. Các chi tiết bên trong chúng ta có thể thay thế hoặc là chúng ta phục hồi lại. Và bên ngoài tiếp thì các cái hệ thống truyền động lái thì có thước lái chúng ta phải làm routine rồi các cái phần mà truyền động đến và hệ thống thắng luôn. Nói chung là gần như là cũng làm lại bảo dưỡng. Còn qua một quá trình sử dụng lâu rồi thì máy nó cũng xuống cấp rồi cả nhà.